Trời ơi, cái này ngon quá chị. Món gừng nghe thơm không? Món gừng làm tươi mới luôn đó. Hả chị ha? Mới vừa làm luôn. Mới vừa làm đó. Đó. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay thì Ngọc đang đến quay chỗ chị Út để nấu cả nhà công đoạn thì phải quay thêm đầy đủ món cho cả nhà ha. Hôm nay thì quay trước công đoạn ở đây tí nữa xíu cũng như là mọi ngày Ngọc sẽ ra ngoài chỗ chị bán quay thêm nữa. Chỗ chị bán là 61 của công chúa Ngọc Hân nha cả nhà, quận 11. Rồi bây giờ chị để vô chị luộc hết tất cả cái vịt luôn. Luộc khoan nửa tiếng á, giờ đảo nước này đi rồi xả rồi đập luộc lại nữa. Chị xài măng khô. Xài măng khô. Măng khô ăn nó ngon hơn tôi. Nhưng mà cũng có xài măng lưỡi lợn nó dày lắm. Để cho mấy người ta kho thịt đâu á. Chứ còn mình nấu muốn măng mình nấu măng này được kìa. Thấy không? Cái này nó ngon rồi. Cái lưỡi lợn nó dày lắm. Mấy đứa nhỏ nó thích ăn cái gì mà nặng nạt có xương á. Bán này là khỏe lắm thiệt, với bán gà nữa. Sáng ra tranh thủ hả? Không phải hai dốt, giờ đem lên chiên thôi hả? Chưa, còn ướp tí nhà là bột nghệ. Bột nghệ. Cái bột nghệ này đây chị giúp cho con cái bột nghệ này chứ phải bột gợi lẻ nha, bột cái chuyện nó rớt nha Ngọc. Đây nhìn đăng. Nhìn đó cái này nè. Ốc mà xui vô cái này nè. Cái này là thơm nhất luôn á. Ừ, này nè bột rồi nè. Đâu? Thấy không? Ủa mà em thấy cái gì chị ướp cà ri chân nha. Ừ. Cái này hả? Đó ướp này nè, ướp này nè đó. Đợi chút xíu nó ra cái nước vàng vàng á, cái mình xả lên cái nè. Cho nó mềm măng á. Măng khô. Nhưng mà mình không làm măng kia được hả chú? Không có măng kia nó cái nước nó chua chua, ngon. Măng khô nó ngon hơn em. Mắc màu luôn á, 300 một ký đâu có rẻ đâu. Mắc hơn măng kia không? Mắc hơn. Măng kia có mấy chục rồi. Cái hình như cái kia nó mùi hăng hơn đúng không? Ăn cái nước lẹ nó chua chua. Luộc mấy nước. Luộc hai lần. Rồi xả nước lạnh lại, giờ lát mình cắt xong mình xả lại nữa. Gạt toàn bộ măng này hết luôn, măng khô hết luôn. Chị Út em sơ chế cả nhà để hồi bỏ vô nồi. Nó còn thành từng miếng hay từng mảng nha chị ạ. Mấy người ta mua đâu có mua măng này bán đâu. Ta mua mấy cái măng mỏng mỏng không mà nó rẻ tiền lắm. Măng này của mình nó dày. Dày hơn hả? Nó dày hơn. Nó dày hơn. Còn cái măng kia nó mỏng lắm. Người ta xé thôi, còn mình phải cắt. Cái này nhìn giống tàu hủ kỳ quá. Đây là bào da để mình ăn chung và làm gỏi. Thì có nghĩa là bán gỏi riêng quá chị. Bán gỏi với vịt luôn. Thành gỏi vịt. Ngon vậy vậy, coi như là có món gỏi vịt nữa rồi. Ủa sao mà chị không nấu luôn cái nồi cháo gì bán? Hồi đó chị bán bún vịt á, 4 giờ chị mới dọn bán bún vịt không hồi xưa. Là bán bún vịt, cháo vịt, gỏi vịt. Mày bán tới 12 giờ mấy đêm, 1 giờ. Tại vì bán đầu ban đêm mà. Mà giờ chị Út không có bán cháo nữa hả chị? Đó là chị bán lúc đó bé Di mới học lớp 1. Coi như là ăn được bún măng vịt mà còn ăn được gỏi vịt. Trộn gỏi luôn.
xong vậy là bỏ măng vô là không nữa. Bỏ măng vô cắt huyết chưa? Không. Bỏ măng vô cắt huyết vô là thu tiền ta rồi đó hả chị Út? Không có là bạn ha, chưa có gia tô bạn ha. Gia tô mới có tiền ha. Ngon. Ê. Ủa nãy em sao chưa thấy gan, sao giờ có gan rồi nãy? Nãy mà lén lén mà bỏ cái bịch vô đó, tôi ngồi tôi thấy, tôi quan sát tôi thấy luôn á. Thì không muốn nói thôi. Rồi thấy mình ngồi ngay ghế đằng kia bắt đầu bỏ gan luôn. Canh luộc chưa? Bỏ vô là mình dở cho ăn luộc luôn á cân. Chứ bỏ mấy cái trước cái sau mới không luộc lâu. Lâu lắm. Canh bỏ gan vô cái dở cho ăn luộc luôn. Bỏ gì vô nữa vậy? Dâu thấy ghê quá, dâu chỗ này nó chập, trời ơi. Để lâu trong nồi có sao không chị Út? Nó mềm không? Nó mềm, nó ngon, có gì chưa? Mềm nó ngon. Cái gì mềm là ngon hả chị Út? Không, tùy cái món nha bạn. Gục luôn là thôi rồi hả? Gục luôn là mình ăn. Quyết chưa, lại giữ quyết khác chưa? Bữa chị nói quyết gì không? Quyết dịch không à? Chị bán quyết dịch không à? Quyết dịch này mà tưng tưng đúng không chị? Không gì coi chị không? Ủa bỏ vô luôn hả chị? Và để lâu vẫn được luôn ha. Nó thấm nước lèo mà. Dạ. Nó không? Tại vì quyết này con chú còn dạng quyết nó. Rồi làm sao ta? Nó dẻo dẻo. Dẻo dẻo. Nó dẻo dẻo đúng rồi. Cho thành ra là nó không có bị, nó để lâu nó cũng không có bị mềm đúng không chị? Giờ là chị Út xong rồi đó, có rau rổ quá trời ngon luôn ha, rồi dịch cũng ra rồi và chuẩn bị ra ngoài thì chị bỏ vô dạng như là nóng lên cho nó sôi lên và bán thôi. Tí nữa hẹn cả nhà ở chỗ quán nha, 61 của công chúa Ngọc Hân, quận 11. Ra đầy dung luôn rồi. Bây giờ chị Út đã ra số 61 của đường Lãnh Minh Thăng ở lượng công chúa Ngọc Hân nha cả nhà. Đó, quận 11 là chị Út ra rồi nè, đầy dung luôn ha, chất đồ tất cả mọi thứ đều lên hết rồi. Quá trời thật luôn hả? Chứ không muộn luôn. Như cái tô này là bao nhiêu chị Út hả? À, thêm mề luôn là 75 ngàn. Dạ. Chặt ra nhìn cái số dịch nó quá chừng luôn nè cả nhà. Đó. Cái số cái thịt quá trời thịt luôn. Đụng vậy miếng ra muốn giá thôi. Dạ. Muốn giá thôi chị. Chồng luôn ha.
Trời ơi, đây là miếng này cũng thịt, thịt quá trời thịt luôn này cả nhà. Ồ, nhìn thịt vịt ngon quá. Tô này là giống như ăn kèm gỏi hả? Đúng vậy, ăn với gỏi. Lúc sáng là cả nhà thấy là chị Út có cái bào á, cái bào cái bắp cải đó hâm riêng, rồi bây giờ là chị làm nè, nó nhìn ra bây giờ làm sạch nhỏ nhìn ngon quá chừng luôn hả cả nhà. Wow, cái dĩa siêu thịt luôn. Quá mê ngày hôm, à. Ngày hôm nay là thứ năm mới là bán bún miếng măng vịt nha cả nhà. Dạ. Em gửi qua Zalo cho anh nha. Rồi gửi mà biết gửi ở đâu vậy chị? Gửi cái gì chị vậy? Gửi thật cơm. Gửi qua tin nhắn á trời. Nếu mà xài iPhone là xem được á chị. Như vậy này là bao nhiêu chị Út? Gọi với này luôn là 140. Gọi bún kèm với hai tô bún luôn. Với lại thịt hai tô bún luôn. Dạ, là 140. Em qua quay cái hũ mắm gừng với ngon không? Dạ. Hũ mắm gừng. Mắm gừng rồi anh. Đây là một dĩa gỏi nha, làm đầy đủ nha. Có thịt với lại gan nha cả nhà. Thịt, gan, rồi có trái tim không chị? Có trái tim, ăn theo ý muốn nha cả nhà. Rồi tèm thêm hai cái tô nữa để ăn hai người và với giá 140. Wow. Đây. Quá đẹp luôn. À không, chị Út để đưa vô đây được không chị Út? Hơi hơi nghịch tay hả? Được không? Hơi nghề nghiệp quá vậy? Được không chị được? Tội nghiệp chị Út quá vậy? Không có nghề được. Nghĩa ngon nè. Quá. Wow. Trời ơi, cái này ngon quá chị. Món gừng nghe thơm không? Món gừng làm tươi mới luôn hả chị ha? Mới vừa làm luôn. Mới vừa làm đó. Nhìn thôi không, cái hũ mắm gừng thôi là đã thấy thèm rồi đó. À mấy chị Út nó chi là đồ gừng. Đồ ha. Bỏ hành phi vô. Cho em nhìn phi nha chị, em thích ăn hành phi của chị. Dạ. Rồi. Nguyên một dĩa đây là 140. Đó. Hai tô miếng nữa. Ít lý nhà vậy. Dạ, ít thôi nha chị, ít nha, của em ít thôi nha. Đây, cả nhà mình ra xe rồi ha. Một trong những cái hàng mà mình thích bảy ngày bảy món luôn. Ở đây là dĩa gỏi của Ngọc. Dĩa gỏi nha. Trong đây là cái nồi đầy huyết và măng. Có hành, có gừng, có nước mắm. Nước mắm này đầy đủ gia vị chổng rồi. Có đường, có muối, bột ngọt đầy đủ hết. Có món gừng này mới là mấy hả chị nè? Là bằng củ hành tươi mình nè. Dạ. Với gừng. Trên như keo, cái keo nhúc nách luôn á. Nghe cái mùi là bốc lên thơm rồi đúng không? Mà nó sắc á chị, đậm đà. Nó kẹo. Cái này không có pha nước nha, tạo là giấm nuôi thôi nha. Phải giấm nuôi luôn hả? Giấm nuôi không à. Đấy. Chứ không có xài miếng nước nào hết á. Làm cái giấm cua được không? Không, không ngon. Nó chua lắm. Dạ. Yeah. Chỉ là giấm nuôi thôi. Dạ. Yeah. Quá trời đã luôn cái heo luôn. Nó chua vừa đủ chua. Chứ còn có mà cái kia chua ái lắm cái kia. Món này là Ngọc đã quay rồi đúng không cả nhà? Quay là lúc mình ăn rồi nhưng mình quay công đoạn thì chưa. Cho nên hôm nay là sẽ có cái clip này ra đời. Đây là một cái dĩa gỏi nha. Hôm trước thì Ngọc ăn là một cái tô miếng bình thường thôi. Thì hôm nay mình sẽ đổi xíu, mình sẽ ăn có thêm gỏi nữa nha cả nhà. Để có thể là review hết luôn, trọn vẹn luôn những cái món của chị Út nha. Đây có cái món gừng,
Ô vậy ra được không ta? Nó sẽ không có ra cái phần xác á. Mình sẽ lấy một cái muỗng để mình múc. Đúng rồi. Trời ơi, bị bẹn đau quá. Đó. Vô. Rồi ha, ngồi anh quay phim muốn ăn thì sẽ múc sau. Để lại cho chị Út. Bỏ thêm một ớt nữa nha cả nhà. Ở chỗ chị Út là số 61 nha, quá quen thuộc rồi. Bởi vì Ngọc quay quá nhiều clip rồi. Và kiểu anh chị khác cũng quay quá trời nhiều clip rồi. 61 của đường Công Chúa Ngọc Hân, phường mấy ta? Phường 13, quận 11 cho cả nhà. Nên là hôm nay mình ăn dĩa gỏi, gỏi măng. Wow. Thịt quá trời thịt luôn á. Cảm giác một dĩa 140 là xứng đáng. Thứ nhất là gia vị nó hợp với mình. Kiểu chưa ăn mà biết chắc ăn được điều đó. Cả nhà thịt rất là nhiều. Đây là thịt nè. Siêu thịt luôn hả? Siêu thịt, siêu nạc luôn. Rồi, quên ra ngoài cái này lên. Nó không chấm vô cay lắm luôn. Thịt vịt là siêu chắc luôn. Mà chị Út làm kiểu mềm như thế này nha. Mình cảm giác mình cắn vào là nó rất là thấm cái gia vị. Thấm cái phần nước dùng á cả nhà. Nhưng mà nó có cái sợi, cái sự thơm ngon của cái thịt vịt nha. Xong rồi nó thấm thêm cái phần. Mình chấm thêm nước mắm kẹo sọt như thế này luôn. Đậm vị nó hợp với Ngọc luôn ha. Đậm vị và có hơi hậu ngọt cả nhà. Ngon. Nói chung là món này á, nhiều khi á mấy bạn sẽ nhìn trên mạng đó là cái nước nó trong á thì nó sẽ không có đà nha, nhưng không, khi mà nếm thử rồi gia vị của chỗ chị rồi thì biết là cái món này rất là đậm và rất là ngon cả nhà. Sắc ngon lắm. Sắc đậm là đậm mặn hay là đậm là đậm mặn hay là kiểu nó khó ăn như cả nhà. Đồ ăn rất là ngon. Mà đang bị điện á, nó nóng quá trời nóng. Hầu như là hàng của chị Út là một trong những hàng mà Ngọc thích nhất nhất. Tất cả 72 món luôn, hầu như không có món nào mình không thích chứ. Lần trước mình quay cái bánh riêu thì có cái lúc mà Ngọc thấy Ngọc ăn cái tô đầu tiên thì nó hơi bị dầu một xíu. Thôi nhưng mà sau này em thấy chị Út nấu lại là hoàn toàn là quá ok luôn cả nhà. Bây giờ tất cả các món Ngọc thấy đều ngon hết luôn. Bởi vì cái món gừng á, chị Nam dạng như là đậm đà rồi, cho nên khi mà mình bỏ vào á nha là mình trộn đều lên thôi là nó sẽ thấm gia vị rồi, chứ mình cũng không có cần để lâu luôn. Mà cảm giác mới chế lên mà nó thấm gia vị rồi, tại vì cái nước dùng nước mắm trộn rất là đậm vị, nó rất là ngon, thơm nữa. Nóng quá bị vô cái chỗ đẹp là bị nhiệt miệng. Nếu mà cả nhà mình chưa có tìm được một chỗ mà ăn gỏi vịt ngon thì cả nhà có thể ghé chỗ chị Út nha, vào ngày thứ năm nha cả nhà. Cơ bản là Ngọc sẽ kết thúc video ở đây nha. Gỏi vịt cũng ngon, nêm nếm cũng ngon, gia vị cũng ngon, rồi rau cải rất là giòn, khi mà đổ vô thì thấm gia vị nha, hầu như là rất là ok. Nếu mà cả nhà thấy là ngày hôm nay món này ngon thì cả nhà có thể ghé thử một tuần một ngày thì ăn một món, và đúng một tuần sau thì mới là quay lại cái món gỏi vịt này nha cả nhà ơi. Đó, đến đúng ngày thì mình ăn được đúng món nha cả nhà. Ok, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của Sài Gòn Phố nha. Bye bye. Bye bye cả nhà.